Lần đầu tiên tại Việt Nam, xuất hiện siêu phẩm nồi chiên hơi nước thông minh Skyline SteamX, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hơi nước Steam Active và công nghệ chiên không dầu Rapid Air. Hấp chiên thông minh, dinh dưỡng mẹ tròn. Skyline SteamX giúp giữ nguyên hương vị và bảo toàn các loại vitamin, dinh dưỡng trong thực phẩm, đem đến những bữa ăn lành mạnh cho cả gia đình. 9 chế độ tự động được cài đặt sẵn, bạn có thể chiên hấp khoai tây, ngô, thịt gà, pizza, tôm, sườn, bánh. Công nghệ hơi nước siêu nhiệt Steam Active đột phá kết hợp với công nghệ chiên không dầu Rapid Air tiên tiến. Giảm đến 90% lượng mỡ dư thừa. Giòn tan bên ngoài, mềm ẩm và mọng nước bên trong. Thêm 4 chế độ chỉnh tay tiện lợi, chiên không dầu, cuộn xương, hấp, chiên hơi nước thông minh, chiên không dầu, nướng, hấp, đút lò, sấy, giữ chọn dưỡng chất tự nhiên. Dung tích cực lớn 15 lít, đáp ứng nhu cầu của mọi nhà. Kích thước nhỏ gọn cùng ngoại hình bắt mắt tạo điểm nhấn sang trọng và ấn tượng cho không gian bếp. Phụ kiện phủ chống dính PFOA, PFOS free, an toàn cho sức khỏe. Vệ sinh dễ dàng với chế độ làm sạch tự động. Với nồi chiên hơi nước Skyline SteamX, ai cũng có thể trở thành siêu đầu bếp. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 24 tháng, bảo hành bộ gia nhiệt 6 năm, miễn phí vận chuyển toàn quốc và lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày. Nhanh tay liên hệ hotline 1900 1850 hoặc truy cập website skyline.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Skyline SteamX, hấp chiên thông minh, dinh dưỡng vẹn tròn.